Đây, hôm nay mình có thái lá là cho các bạn rồi đây. Rồi. Hôm nay giờ mình phân ra nhưng mà chắc phải để mai mình mới gửi được, tới giờ mấy công ty vận chuyển nó nghỉ hết rồi. Các bạn nhớ là mình đỡ thường đỡ mấy cái nhánh nhỏ ở trong đấy, các bạn nhận được thì các bạn lấy ra trồng vào đất liền nha các bạn. Nó dễ sống lắm. Trồng mình trồng thấy chừng 4 5 ngày là nó lên cây con thôi à. Nó lên nó bung chồi ra. Đây, hiện tại là mấy nhánh này là mình bữa mình bẻ bẻ lá hết rồi, giờ còn nhánh thì mình bẻ luôn nhánh luôn đây, phải trèo lên cao bẻ chứ giờ dưới thấp không còn nữa. Do thời gian vừa rồi mình gửi lá nhiều quá nên hiện tại công ty vận chuyển là nó bắt mình ký hợp đồng với nó để cho nó vận chuyển, chứ không mỗi lần mình lên mình gửi, hiện tại mình gửi bữa mình gửi tới mười mấy bịch. À, nhập lâu đấy nên họ bắt mình tải phần mềm như là làm hợp đồng nhập nhập ở nhà trước đi, xong rồi lên đó họ sẽ chỉ cần in rồi họ dán lên thôi, dán tên địa chỉ lên chuyển đi thôi. Còn bữa mình chưa có hợp đồng, chưa có account trong công ty vận chuyển đó, thì mình lên đó mình đứng mình chờ, mình đọc địa chỉ với điện thoại nên nhập lâu lắm, người ta không có thời gian để tiếp khách khác nữa nên người ta kêu mình làm hợp đồng, và mình mới xong từ chiều nay thôi. Mấy cái cao từ chiều nay mà mình đi hái lá mình mang gửi luôn, chứ hai mấy ngày vừa rồi là mình không gửi được là do mình chưa cắt cao trong công ty vận chuyển đấy. Bình thường trước đây thì mình gửi một lần thì tầm cao lắm là ba hộp 4 hộp thôi, bốn mấy thôi, bây giờ mình thời gian gần đây thì mình gửi nhiều quá nên phải làm hợp đồng cho nó dễ. Ở nhà mình cứ nhập trước thông tin khách hàng trước, mấy bạn trước, xong bắt đầu lên đó là ta in giấy ra người ta dán ra thôi. Đây, mấy cây như gì là mấy nhánh như gì là già già nha các bạn, cứ việc dăm ở trong cái bị nhựa hoặc là cái chậu nhỏ đó đi, sau khi cây mà bén lớn rồi các bạn bỏ ra ngoài đất, hoặc là tốt nhất các bạn trồng ngoài đất thôi chứ đừng trồng trong chậu, tại cây này nó phát triển nhanh lắm, như là cái rễ nó đấy, cái rễ nó lan rộng, rất rộng. Các bạn mà trồng chậu thì đôi khi nó không có bung ra được, nó không có khỏe được. Thì đây mới chiều mình lên công ty vận chuyển đây, họ ký hợp đồng xong là phát cho mình mớ bịch nhựa đây, nhưng mà mình nghĩ cái bịch nhựa này nó mỏng lắm, mình sẽ bỏ vào một cái bịch ni lông trước, sau đó sẽ bỏ vào bịch nhựa này là họ vận chuyển khỏi bị rách xước rồi đấy. Đây mình sẽ bỏ một cái lông như này, thì cũng như mấy đợt trước thôi, mình sẽ bỏ lá với là mấy cái cây nhánh cây đó các bạn dăm. Thì lá mình hái gì mình chưa rửa cho các bạn về các bạn có nấu nước thì các bạn rửa sạch đi. Cây này mình hái cái chỗ nên nó cũng có hơi hơi có bụi nhiều nữa các bạn rửa sạch đi, hoặc là các bạn bỏ luôn cũng được, bạn chủ yếu là có mấy nhánh cây thôi, các bạn trồng mấy nhánh cây cho nó sống tốt đi, chứ còn lá thì mình gửi chắc mấy bạn uống cũng chừng 2 3 ngày là hết thôi, mà thuốc nam với là lá cây rồi đấy, mà các bạn uống trong vòng 2 3 ngày thì nó cũng chưa có tác dụng gì đâu các bạn ạ. À, các bạn phải làm uống từ 2 3 tháng nó lên nó mới có tác dụng, là chứ còn 2 3 ngày chưa có gì đâu. Thì lúc các bạn nhận thì 2 3 ngày nó tới nơi, thì lúc bạn nhận chắc cái lá cây thì nó cũng héo héo dần đó, nó cũng hơi héo héo đấy, thì không sao đâu các bạn cứ rửa sạch, hoặc là các bạn cứ rửa sạch đi, nấu nước uống bình thường thôi các bạn, nó không bị sao đâu, nó không có bị úng như rau rồi đâu, lá nó không bị úng như rau đâu, lúc mà nó héo lá nó vẫn còn cứng lắm các bạn ạ, lúc mà nó khô đấy. Đây là như mấy cây nè các bạn, vô đó các bạn lật lá hết đi, sau đó các bạn lấy dăm cũng được nè, mấy lá hư này chắc bỏ đi các bạn. Thì cỡ mấy nhánh này là dăm sống tuốt hết. Các bạn cứ comment bên dưới video thì khi nào mình rảnh và có cây mà có thời gian rảnh thì mình sẽ gửi cho các bạn thôi. Chứ mình thấy nhiều bạn nông gọi điện thoại được khí thế luôn, mà ban ngày mình đi làm việc nên mình cũng không tiện bắt máy lắm các bạn ạ.
À, nhưng mấy nhánh này là các bạn sau khi lật lá để nấu nước thì các bạn có thể lấy cái nhánh này để dăm xuống nha các bạn. Nó vẫn lên bình thường đấy. Chặt bắp bớt bên này sớm tưởng chặt thịt gà sang hỏi nữa. Như cái đống này chắc mình lấy cho được khoảng 6-7 bạn thôi. Mình cứ bỏ đại vô các bạn vô lựa, khi nhận được thì các bạn lựa ra, các bạn giáp cây nha các bạn. Thì mai mình gửi thì chắc tầm trong 2-3 ngày rồi các bạn có thể nhận được. Đây mấy ngày này. Các bạn khi trồng thì bạn trồng khoảng ngập khoảng tầm 5 đến 6 cm là được thôi các bạn. Đừng có ngập sâu quá. Và tầm 4 ngày là nó bung cái chồi non, mình trồng mình thấy 4 ngày là nó bung ra hết rồi. Sở dĩ mình cắt ngắn ngắn như thế này đó, thì cái cắt ngắn ngắn tầm này đó, thì cây lúc mà dăm nó bung lên đọt nó sẽ dễ sống và sức sống nó sẽ mạnh hơn. Chứ còn các bạn để dài ra như thế này đó, thì thường cái cây nó mấy cái ở trên nó sẽ yếu lắm các bạn. Nên mình thường cắt ngắn gì mình trồng khoảng 5-6 cm. Chỗ này nó sẽ bung đọt ra, nó sẽ khỏe hơn. À, các bạn cứ nhắn comment bên dưới video rồi nha, có gì mình sẽ gửi cây cho các bạn thôi, mình lưu lại địa chỉ mình gửi cây cho các bạn. Giờ mình phân cho mọi người nha.